Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải Hán Dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định Mở đề Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới Cũng gọi là Kinh Hư Không Tận Hư Không khắp Pháp Giới Chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó Chỗ ở của Kinh Hoa Nghiêm Tức cũng là chỗ ở của Phật Cũng là chỗ ở của Pháp cũng là chỗ ở của hiền thánh tăng, cho nên khi Phật vừa mới thành chánh giác thì nói bộ kinh hoa nghiêm này để giáo hóa tất cả pháp thần đại sĩ. Vì bộ kinh này là kinh vi diệu không thể nghĩ bàn, do đó bộ kinh này được bảo tồn ở dưới long cung do long vương bảo hộ giữ gìn. Về sau do ngài Bồ Tát Long Thọ xuống dưới long cung đọc thuộc lòng và ghi nhớ bộ kinh này, sau đó lưu truyền trên thế gian bộ kinh hoa nghiêm này cũng như vầng mây cát tường ở trong hư không chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới như mưa pháp cam lồ thấm nhuần hết thảy tất cả chúng sinh bộ kinh hoa nghiêm này cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp đại thiên thế giới khiến cho tất cả chúng sinh đều được ấm áp kinh hoa nghiêm này cũng như đại địa làm sinh trưởng tất cả vạn vật cho nên có kinh hoa nghiêm tồn tại thì có thể nói là thời kỳ tránh pháp trụ lâu dài mỗi ngày chúng ta giảng giải kinh hoa nghiêm, nghiên cứu kinh hoa nghiêm, quan trọng là phải y chiếu nghĩa lý kinh điển mà tu hành, phải dùng kinh để đối trị bệnh tật của thân tâm chúng ta. Tự thân chúng ta có tâm tham, khi nghe được kinh hoa nghiêm thì nên trừ khử tâm tham. Có tâm sân, khi nghe được kinh hoa nghiêm thì nên trừ khử tâm sân. Có hơi tâm ngu si, khi nghe được kinh hoa nghiêm thì nên trừ khử tâm ngu si đạo lý của bộ kinh này là đối trị tập khí mau bệnh của chúng ta đừng cho rằng những gì nói trong kinh chỉ vì bồ tát mà nói đối với chúng ta chẳng có quan hệ gì hoặc là pháp nói cho các bậc a la hán đối với chúng ta chẳng có quan hệ gì chúng ta phàm phu nghe bộ kinh này chỉ là nghe thôi tự biết làm không được cảnh giới của các bậc thánh nhân nếu bạn nghĩ như thế thì đó là tự hại mình tự vứt đi, tự dứt tuyệt nơi thánh nhân. Mỗi câu kinh Hoa Nghiêm đều là pháp bảo vô thượng, nếu chúng ta cung hành thực tiễn y chiếu nghĩa lý kinh văn tu hành thì nhất định sẽ thành Phật, cho nên kinh Hoa Nghiêm cũng có thể nói là mẹ của chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm là pháp thân của chư Phật. Đức Phật tán thán kinh Kim Cang rằng: "Phàm là chỗ nào có kinh điển thì chỗ đó có Phật, chỗ nào có bộ kinh Hoa Nghiêm này" thì có phật tại chỗ đó bất quá nghiệp chướng của bạn quá sâu nặng đối diện mà cũng chẳng thấy phật do đó có câu đối diện bất thức quán thế âm đối diện chẳng nhận ra bồ tát quán thế âm các bạn thấy vị bồ tát quán thế âm này ngàn tay ngàn mắt luôn phóng ra quang minh vô ngại chiếu khắp tất cả chúng sinh có duyên trong ba ngàn đại thiên thế giới thế mà chúng ta hàng ngày lễ phật tại đây niệm phật lại bồ tát quán âm niệm Bồ Tát Quán Âm cũng chẳng thấy Bồ Tát Quán Âm mà thành ra bắt trước, tức là họ lại ta cũng lại theo, họ niệm ta cũng niệm theo, đó là cảnh giới chuyển theo người mà chẳng chân tránh trở về trong thâm tâm của mình. Hằng ngày ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, ta nên làm như thế nào? Phải chăng ta có nhiều sân hận? Phải chăng chứng tật cũ ta không sửa đổi? Như thế thì bạn lại đến hết thủa vị lai, bạn cũng chẳng thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu bạn cải ác, hướng thiện, trần tránh trừ khử tập khí, màu bệnh, sửa lỗi, làm con người mới, thì nhất định Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ gia bị cho bạn. Cho nên có người tu rất nhiều năm, một chút trí huệ cũng không khai mở. Có người tu hành chẳng bao lâu thì khai mở trí huệ đắc được điện tài vô ngại. Do đó chúng ta là người xuất gia, phải siêng tu giới định huệ diệt trừ tham sân si cử trì hành động đều phải hồi quang phản chiếu tu hành như thế mới có tiến bộ chúng ta giảng kinh hoa nghiêm nghe kinh hoa nghiêm lại kinh hoa nghiêm tụng kinh hoa nghiêm nhưng không y chiếu đạo lý kinh hoa nghiêm mà thực hành thì kinh là kinh bạn là bạn ta là ta chẳng có chút nào hợp mà làm một chúng ta phải hợp với kinh điển mà làm một chiếu theo đạo lý trong kinh điển mà thực hành, tức là hợp mà làm một. Bạn không chiếu theo kinh điển mà thực hành thì tâm từ bi cũng chẳng đủ, tâm hỷ xả cũng không nhiều, chỉ có vô mình phiền não theo mình, đó là chẳng hiểu được kinh, cũng chẳng nghe được kinh. Nghe được kinh câu nào thì nghĩ xem, ta làm thế nào để thực hành, phải chăng ta chạy theo thói hư thật xấu, hay là chiếu theo kinh điển mà tu hành thường thường tự hỏi mình thì chắc chắn sẽ đắc được lợi ích tại sao chẳng đắc được lợi ích lớn vì bạn xem kinh là kinh đối với ta chẳng có quan hệ gì thật ra lúc ban đầu đức phật nói kinh hoàng nghiêm cũng vì bạn tôi và tất cả chúng sinh mà nói đó là phật đối với chúng ta mà nói chúng ta nghe kinh văn này cũng như chính tai chúng ta nghe đức phật nói đạo lý này dạy chúng ta y chiếu theo pháp môn này mà tu hành bất cứ pháp gì cũng đều không ra khỏi tự tánh của mỗi chúng ta tự tánh của chúng ta cũng là tận hư không khắp pháp giới cho nên nếu bạn phóng tâm lượng rộng lớn thì bạn sẽ hợp với kinh hoa nghiêm mà làm một xong hai mà chẳng phải hai ai ai cũng đều y theo cảnh giới hoa nghiêm làm cảnh giới của mình lấy đạo lý vô lượng vô biên trí huệ vô lượng vô biên của kinh hoa nghiêm thu nhiếp làm trí huệ của mình bạn xem như vậy rộng lớn biết giường nào